Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, là không giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chị Dậu. Tâm An rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bước nhầm trốn hào môn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chúng ta làm quen với hai cô gái, Tiên Đào và Tiên Hương, hai cô gái hai thân phận khác nhau. Nhưng mà khi lên kiệu hoa và bị cháo đổi kiệu Thì thân phận của hai cô gái này lại tiếp tục bị cháo đổi Một cô gái nhà nghèo lấy chồng nghèo Nhưng cuối cùng lại bước vào hào môn Và không biết cuộc sống của Hường sẽ như thế nào Còn đối với Đào sau khi mà chạy trốn Liệu rằng cô ấy có chạy trốn thành công hay không Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi trưa Xin mời quý vị cùng ghé qua Kinh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Bước nhầm trốn hào môn tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bà Luyến vội xoay người con trai lại Bà nhìn thấy trên lưng hằn rõ hình bộ xương đỏ rực Ở phần sau gáy thì tím bầm Những vết chấm tròn Nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn Bà ta không giữ được bình tĩnh Vùng mạnh tay tát thẳng vào mặt cô Hương Nhưng là may mắn Cậu Văn lúc này đã giữ kịp Cậu ấy vội đánh tiếng Con nhờ cô ấy làm vậy cho đỡ đau đầu Cô ấy không biết gì hết Con thấy trong sách ấy, họ chỉ như vậy Nên con kêu cô ấy làm thử Mà công nhận hiệu quả thật con không thấy đau đầu nữa Cả người cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều Bà Luyến nghe xong á khẩu Bà chưa từng nhìn thấy cách chữa bệnh nào Lại kỳ quái đến như vậy Hậu đứng bên cạnh cũng im thiên thít Không dám phản bác Lúc này bà Luyến liếc xéo nhìn về phía của Hường Đi thay đồ thay chăn thay chiếu đi Động đâu hỏng đó Có cây miệng cũng không biết mở ra Vô dụng Bà quay ra nhỏ nhẹ Thôi bù con mình về buồn ngủ đi mai bù dẫn con ra chợ mua mấy bộ đồ mới mà mặc lúc nào cũng ăn mặc tằn tiện dành ruộm tiền làm cái gì không biết bù bảo rồi con cứ ăn ngon mặc đẹp vào dù sao bây giờ con cũng là phu nhân quan huyện xuề xòa quá họ cười cho hương nhân cơ hội này lên tiếng bù nói chuẩn đây ạ à? tiện mai Bu mua cho con vài bộ với con cũng là mợ tư ở phủ này con về đây có vài bộ đồ mà mấy đứa nó xếp nhầm đồ Nên bây giờ con mặc không vừa Bà Luyến nghe xong quắc mắt Tôi đâu phải là người hầu kẻ hạ của cô Bà ấy kéo hậu đi luôn ra ngoài Mặc cho Hường ngây ngốc vuốt mấy sợi tóc Vẫn đang nhỏ nước Cô hất hàm nói Này cậu thấy đỡ chưa Nhanh thế Tôi thấy cô ngồi muốn gãy xương luôn rồi đấy Chứ khỏi cái nông nỗi gì Thay đồ đi Xong mang chiếu chăn ra ngoài Góc tủ gỗ kia có đồ đấy Hương thấy cậu ấy tự dưng nói nhiều với mình Thì thầm nhủ Phủ này đúng là không có bình thường Ai ai đầu óc cũng có vấn đề Cô mở đồ ra bên ngoài Thì gặp con kiến Nó vội vàng đỡ lấy Mợ cứ vào nghỉ ngơi đi Con mang đồ đi cho Nhớ đánh nhanh thắng nhanh đấy Nó nhai mắt ra hiệu xong lại tùm tìm cười Hương lại đứng ngây ngất như pho tượng Cô lắp bắp Đánh gì Đánh nhau với ai mà thắng nhanh chứ Đúng là Hương mở cánh tủ gỗ lấy chiếu trải ngay ngắn xuống giường Cô lẳng lặng mang đồ vào gian trong để thay Mắt cứ díu chặt lại Mở không được Hương thay đồ xong thì nhanh chóng leo lên giường Đánh một giấc ngon lành Và không thèm quan tâm cậu Văn Đang ngồi thu lưu một góc Cậu nhầm nhì cốc nước chè nóng Thấy đỏ óc mình khoan khoái Nhẹ nhõm đi rất nhiều Không còn đau như búa bổ nữa Văn có chút thán phục Cô ta xem ra cũng có chút tài lẻ. Hương nằm mà cái dáng xấu cực kỳ, khiến người đối diện muốn độn thổ. Cô hết xoay ngoang, xoay dọc, dang rộng chân tay, lại nằm sấp chồng mông lên trời. Văn lúc này than thở. chàng hiểu cô ta ăn cái gì mà thành ra như vậy. Khi thấy tiếng mõ vang lên, bên ngoài vắng lặng như tờ, chỉ nghe có tiếng gió đang nhẹ nhẹ thôi. Cậu nhẹ nhàng đóng sập các cửa sổ lại, thổi tắt nến. Sau đó cũng ngả lưng xuống. Nhưng vừa mới đặt lưng xuống Lại nghe tiếng hưởng hét toáng Cứu tôi, cứu tôi Cậu Văn nhanh bật dậy Cậu châm đèn soi thử Hường đang đập chân đập tay loạn xọa Miệng không ngừng kêu cứu Cậu Văn không dám tắt đèn Mà vặn xuống mức nhỏ nhất Cậu đập mạnh vào cánh tay của cô Ngủ đi ngủ đi Mơ với trà mộng Cậu trở về chỗ nằm Mơi thiêu thiêu ngủ Lại bị tiếng hét thất thanh Làm cho cậu giật thót Giết người Giết người rồi Hương vẫn luôn miệng kêu ca Gương mặt của cô giật mạnh Giống như kiểu đang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia Văn bực bội hất luôn cái chăn trùm Hết mặt Hương Để cô ấy khỏi gây chuyện Cậu kinh nghiệm lấy bông nhét đầy hai tay Nằm quay mặt vào tường Để không bị cô ấy làm cho thức giấc Vừa mới canh sáng Cánh cửa sổ nhẹ nhẹ mở ra Anh rào sáng loáng Đang khều khều cái chăn xuống Tự dưng có linh cảm được báo trước Hương thấy lạnh toát sống lưng Cô bừng tỉnh thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó Mà muốn ngất xỉu tại chỗ Cô cố sức hét lớn Cứu! Cứu tôi! Cậu Văn vẫn nằm im bất động Chẳng hề quan tâm Tên áo đen kia hất mạnh thứ bột vào người của Hương Hắn cũng vừa kịp dẹt một đường trên vai của cô Rồi sau đó lao nhanh mất hút trong màn đêm tĩnh mịch Hương lắc đầu Cô thấy cơ thể nặng trịch Muốn bước mà bước không nổi Cô cố hết sức lăn xuống đất Cứ như vậy lết được tới chỗ cậu Văn Thì ngất liệu đi Văn thấy Hường máu đang chảy đầm đìa Thì kinh hãi Cậu lướt nhanh tới cánh cửa sổ bị mở toang Chiếc giường kê sát bên cửa sổ Cho thông thoáng khí trời Xưa nay chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ Văn vội bê thốc vợ lên giường Chạy đi tìm miếng vải sạch Ấn chặt vào vết thương để cầm máu Hường vẫn không thể nào mở mắt Nhưng dường như cô cảm nhận được nỗi đau đớn nên cứ rên hừ hừ khi máu đã ngừng chảy văn nhẹ nhàng cột lại cậu cũng cẩn thận khóa cửa chắc chắn kéo luôn chiếc giường lại một góc nhà văn cũng nằm luôn ngay bên dưới để đề phòng kẻ xấu hành động cậu không ngừng thắc mắc ai mà dám to gan như vậy chứ cô ấy mới đến đây thì làm sao mà đắc tội với ai đến mức muốn lấy mạng cơ chứ văn bỗng nhớ đến hồi tối khi mà hường kinh hãi kêu lên là trông thấy người bị giết Cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ Không lẽ có vụ án giết người thật Cô ấy nhìn thấy mặt hung thủ Nên mới bị giết người Và bịt đầu mối ư Vừa nãy khi lau mặt cho Hương Cậu phát hiện ra một gây mê Hung thủ chủ định muốn cho cô ấy mất nhận thức Sau đó mới giết cô ấy May mắn sao Hương vẫn gắng sức Bò được về phía văn Nên mới may mắn thoát nạn Lâu lâu cậu lại ngồi dậy Nhìn coi cô ấy có gì bất thường hay không Hương ngủ say ly bì Khuôn mặt ngoan hiền khác hẳn với lúc cô ấy tỉnh táo Đôi môi đỏ mọng chúm chím Cứ động đậy không ngừng Văn nhìn mà không nhịn được cười Đúng là đồ mê trai Cậu nằm mãi vẫn không chợp mắt được Thì đứng dậy đi ra bàn uống chút nước Bỗng cậu dừng lại Ở bát thuốc mà chập tối quên chưa kịp uống Văn khá bất ngờ Khi thấy cốc thuốc từ màu xanh đen Lại nổi lên một chút váng màu trắng lên trên Mấy con kiến bò vào thì lăn đùm ra chết. Một số chết trên bàn, số còn lại chết trong bát thuốc. Văn cầu có. Thuốc này có độc ư? Không thể, không thể là cô ấy được. Chắc chắn có kẻ mượn tay cô ấy để xử lý mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cứ như vậy mà cậu Văn thức tới sáng, trong đầu ngồn ngang rất nhiều câu hỏi. Nhưng cậu có bị cuốn vào mớ bòng bong không thoát ra được. Dù suy nghĩ muôn nát óc Cậu Văn cũng không thể nào đoán ra được Cậu đã đắc tội với ai Rõ ràng trong phủ xưa này Sống chung hòa bình Chưa hề có chuyện tày đình nào xảy ra Văn chống tay lên cảm suy tư Cậu quyết định phải tra cho bằng được Kẻ giấu mặt nào đó Mới sáng sớm Hậu đã xuất hiện Mang nước ấm cho chồng rửa chân Nhưng thấy cửa bị khóa chặt Thì cô gọi mạnh Cậu ơi Cậu Cậu ngủ dậy chưa Mặc cho cô ấy gọi tới lần thứ tư thì trong phòng cũng im lặng chả có ai đáp lại Hậu đặt chậu nước trước cửa Rồi lặng lặng rời đi Trong lòng thì đầy ấm ức Trước kia mỗi khi lập lẽ Cậu Văn hay ngồi một mình trong phòng đọc sách Nếu như ông bà có ép ở trong phòng với vợ lẽ Thì cũng nửa đêm Cậu ấy đã rời đi Hậu cũng đã lén điều tra tới hai cô vợ kia Vẫn còn nguyên trinh tiết Cậu ấy chưa hề động tới họ Nhưng lần này lại khác Từ tận bây giờ cậu ấy vẫn nằm yên trong đó Gọi vậy mà không nghe Chứng tỏ rằng đêm qua chắc chắn Hai người họ đã động phòng nhiều lần Nên mới ngủ say mê mệt Càng nghĩ Hậu lại càng tức điên người Cô không cam tâm đánh mất cậu như vậy Anh vừa mới rửa mặt Thấy hậu đằng đằng sát khí Thì đoán ra là có chuyện Cô ta cố tình nói to Khéo lần này phủ mình Lại đón được quý tử ấy chứ Tôi nghe ông pháp sư nói mợ tư Sẽ mang thai đầu tiên Đã vậy lại còn mang song thai Hai quý tử hậu nghe nhường gượng cười cố gắng bình thản nhất có thể thêm con là thêm của con của cậu văn cũng là con của chúng ta cô xem ra có vẻ khó chịu nhỉ ôi dào tôi có cái gì mà khó chịu chứ tôi lo cho chị thôi dù sao cũng mang tiếng là thanh mai trúc mã Chứ tôi bị cậu ấy ghẻ lạnh từ lâu giường không nhà trống tôi cũng quen rồi chả có cái gì mà bực tức chị có giận ấy, thì cứ bung ra xấu trong lòng làm gì nó mà quá khích ý, Nó nổ một cái Chỉ có đường mà banh xác thôi Cô ta phá lên cười Sau đó ngúng ngoài bỏ đi Hậu đứng sau đành mặt Bàn tay nắm chặt thành quyền Cô vốn không ngừa ánh đã từ rất lâu Nhưng càng ngày càng bị người này khiêu khích Tới vượt mức chịu đựng của cô Ánh mắt của hậu lóe lên một tia tàn độc Là mày Mày tự chọn cái chết Hưởng sau một đêm ngon giấc như vậy Cũng uể oải thức dậy Cô định vươn tay lên phía trước Thì nhìn thấy cánh tay bên trái Bút tới tận xương Hưởng nhăn nhó Thấy bà vai bị cột vải Cô lờ mờ như đến vụ đêm qua Thì dùng mình Ôi giời ơi Là thật Không phải là một giấc mơ Vậy thì trên đời này Có ma ư Ma ơi là ma Tuổi trên răng dưới đôi guốc mộc Không có cái gì cho ma lấy đâu Mà có muốn vàng bạc châu báu Cứ bám lấy cậu Văn ấy Cậu ấy là quan tri huyện chắc chắn là giàu có Tuổi nghèo lắm Cơm không đủ no Bám lấy tôi thì cả đời thành ma đói à Cậu Văn cứ chố mắt nhìn vợ Cậu sờ lên trán của Hường sau đó nhíu mày Rõ ràng là không nóng Tại sao cô lại nói sàng thế Hay là đầu của cô bị thương Cô ngồi dậy tôi kiểm tra xem nào Hường nghe xong thì hòa khóc nức nở Qua người ta kêu cứu, cứu khan cả cổ Thế mà cậu nằm chết một chỗ Suýt nữa thì ông ma ấy Ông ấy lấy mạng tôi rồi may mà ông ấy đói nên đâm nhầm vào vai nếu ông ấy mà no ông ấy cho tôi một nhát xuống cuống họng của tôi là tôi đi rồi cậu văn thấy cô này cứ khóc như mưa thì lúng túng thôi thôi được rồi nín đi cô khóc tôi đau đầu quá mà tối qua cô thấy vụ gì cô lại sợ hãi như vậy tôi tôi thấy có kẻ đốt xác người cậu văn bàng hoàng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi Lát cô đưa tôi ra hiện trường Phủ nhà ông Lý Trường hôm nay Người ra người vào tấp nập Nhà ông đang mua người hầu với số lượng lớn Trong bếp đào vẫn chưa tỉnh lại Cô ấy dường như đã mất sức Lại là đi vì đói Nên cả người cứ mềm nhũn May mà đêm qua cô bám chắc được vào thành xe ngựa Nếu không ấy cô cũng tiêu đời Vô Chín là người phụ trách mọi việc trong phủ Đêm qua nghe hai người kia trình bày Bà cũng khá ngạc nhiên Nhưng đoán chắc cô gái này gặp nguy hiểm Nên mới tháo chạy Bà sai người nấu cháo Sau đó đổ vào miệng cho đào Đồng thời thay một bộ đồ khô giáo Lâu lâu bà lại lượn vào Để xem cô ấy đã tỉnh hay chưa Lần đầu tiên gặp mặt Nhưng chẳng hiểu tại sao bà lại có cảm tình Thấy cô gái này cứ quen thuộc Như đã từng gặp ở đâu Bà cũng đang tính khi nào đào tỉnh dậy Sẽ giữ cô ở lại phủ Làm người hầu để tiện bề hỏi han. Vô chín rất có mắt nhìn người, chỉ cần lướt qua bấy cũng đoán được tính cách của từng người một. Tuy người hầu ngán nhất là bà, nên không ai dám qua mặt. Cậu bảo sáng nay cũng mới ở trên phố về, cậu ấy là con trai duy nhất mà ông Lý Trường cùng với bà cả. Còn bà hai thì có với ông Lý cô con gái, đã gả cho quan tri huyện. Cậu bảo đẹp lắm, nổi tiếng nhất vùng văn hay chữ tốt. Năm nay cậu cũng mài rùi kinh sử, để thi trả nguyên Cậu Bảo ơi Cậu Bảo Cậu về rồi à Tiếng bọn gia đình lành lành Làm cho ông Lý lập cập chạy ra Ông ôm lấy con trai mừng rỡ Sao rồi con Lên đó ôn luyện thế nào Con về nhà được mấy hôm Bảo ôn tồn và đáp Con về luôn thầy ạ à. Con tự ôn được Trên đó giờ các thầy không có nhận học trò Họ nhận ôn cho con quan lại hết rồi Thế hả à? Thế con học hết chưa? Thầy hồi đó cứ tiếc tiền, nên cho con đi học muộn. Giá mà đi sớm hơn ấy, thì có phải là tốt hơn không? Thầy không phải lo đâu, con học hết rồi, giờ chỉ việc ôn lại nữa là xong. Thầy mua ở nhà có khỏe không? À, việc con nhờ thầy qua nhà Hường đánh tiếng xin cưới hỏi, thầy làm chưa? Ông Lý thở dài thường thượt, ông không biết nói làm sao. Lần đó ông chưa kịp qua, thì nghe tin Hường bị gả cho ông Phú Hộ làm lẽ. Ông sợ cậu bảo sẽ sốc nặng Không chú tâm học hành Nên giấu nhẹm không dám nói ra Ông cứ đình ninh khi con trai về Thì mọi chuyện đã ổn Ông sẽ kiếm mối khác ngon ghẻ hơn cho bảo Cậu ấy nghe thầy mình nói như vậy Thì ngã quỵ, Ôm chặt đầu Gương mặt đầy đau đớn Không được Không thể như vậy được Đào lúc này cũng vừa tỉnh giấc Cô thấy mình đang nằm trên cây chiếu rách Xung quanh toàn củi thì bật dậy Cô ngó nghiêng khắp nơi Từ từ đứng dậy đi ra sân Ông Lý thấy đào xinh đẹp như hoa Vội vàng nói luôn Đây đây Thầy hỏi cưới cô gái này cho con đây này Đào vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô mới từ cửa tử trở về Còn chưa biết phù này của ai Đùng một cái lại bị phán Là lấy chồng tiếp Đào lắp bắp Tôi... tôi có... Cô định nói mình được gà cho quan huyện Nhưng bỗng cô nghĩ lại Giờ mình có nói cũng chả có ai tin Biết đâu lại bị tra tấn, đánh đập Đã mấy hôm đói là chưa được ăn gì Nên đào định bụng cứ giả như không biết Ăn cho no, sau đó tính tiếp Cậu bảo nhận được tin dữ Thì cứ như người mất hồn Cậu không nói không rằng Mà lê từng bước nặng nhọc vào trong Ông Lý thương con Nhưng không có cách nào Ông nhìn đào nghiêm nghị Từ nay mày phải chăm sóc cho cậu tốt vào Nếu như để cậu ấy có chuyện gì Ông đánh mày tuốt xác đấy Dạ bầm ông con nhớ rồi Vũ Chín khi biết đào lọt vào mắt của ông Lý Thì mừng khôn xiết Bà biết mình không nhìn nhầm người Người phụ nữ và ông phu xe hôm qua Cũng có công rất lớn Nên được trọng thưởng Sở dĩ ông Lý Trường nhìn chúng đào Bởi vì cô ấy toát lên vẻ cao quý Của dòng dõi quý tộc Hơn nữa không ai biết gốc gác của đào Nên lại càng thuận lợi Vũ Chín kéo cô ra một góc và nói nhỏ Cô chính thức làm vợ của cậu Bảo rồi đấy Cô may mắn nhất khi lấy được cậu ấy Cậu Bảo vừa giỏi lại hiền lành tốt bụng Khối người mơ tưởng hão huyền Mà không được đấy Đào vốn chẳng mặn mà đến chuyện này Cô chỉ ôm mộng với mình cậu Văn Còn những người khác đối với cô chỉ là thừa thái Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Có thực mới vượt được Đào Vũ ơi Có gì ăn được không Tôi đói quá bà vô nhanh nhảu kêu tụi làm bếp hâm lại món ăn sau đó mang ra cho đào bà xúc đầy tô cơm cho thêm ba miếng đậu phụ một khúc cá và ít rau cải luộc đào nhìn tô cơm mà bụng cứ sôi ủng ục cô nhanh tay nhận lấy và cảm ơn bà rối rít vô chín nhìn đào ăn như chết đói chết khát thì không khỏi xót thương bà đoán chắc cô gái này bị bỏ đói mấy ngày nên mới thê thảm như vậy bà cầm cái quạt mo cứ phè phẩy cho đào ăn xong lâu lâu bà lại rục mợ cứ ăn hết đi hết lại lấy tiếp cơm nhà này không thiếu lát tuổi kiều còn xương ra chợ mua đồ mang về cho mợ không thể ăn mặc như vậy được đào ăn tới no càng bụng cô ngồi thường người nhìn qua vú chín vú ở đây lâu chưa tại sao vú tốt với tôi như thế tại tôi thấy mợ như con gái của tôi nên tôi quý nếu như con bé còn sống chắc cũng chạc tuổi mợ Tiếc là nó bị người ta bắt đi mất Đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích Lần đó Nó theo tôi ra đồng mà tôi không hay biết Khi về phủ Nghe người ta nói lại Tôi mới táo hỏa đi tìm Nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy con bé nữa Bà vừa nói vừa đưa vạt áo chấm nước mắt Đào nghe bà ấy nói như vậy Cũng cảm thấy rất tội nghiệp Thế chồng Vũ hiện giờ đang ở đâu Vũ đừng buồn Vũ sống tốt như vậy Nhất định ông trời sẽ thương Con gái vú sẽ quay về Ông nhà tôi mất rồi Ông ấy bị bệnh ho lao Nên mất từ lúc con út được một tuổi Tôi may mắn khi được ông bà kêu mang Nếu không có thầy bu cậu bảo Chắc tôi cũng chết bờ chết bối Cả đời này Tôi không thể nào trả được đại ân Đại đức của ông bà Đào lắng nghe vô chín nói Cô càng cảm phục người phụ nữ này Sống có tình có nghĩa khi mà Đào bị cháo đổi sang nhà lão phú hộ Cô thấy sợ hãi loài người Thấy ai cũng toàn tính lừa gạt Cô cũng dần dần hình thành tâm lý Hệ ai lạ đều là những người ác Bà cả trong nhà cũng vội vã chạy ra Để coi mặt mũi cô con dâu như thế nào Vừa nhìn thấy Đào Bà vội hỏi Con tên gì bao nhiêu tuổi Nhà ở đâu Đào run rẩy Bầm bà Con tên là Đào Năm nay 16 tuổi Nhà Nhà con Con không có nhà Bà cả nghe xong thở dài Bà ngẫm nghĩ hồi lâu Thì nói nhỏ Sau này hệ ai mà hỏi con ấy Con cứ nói con là con gái Của phú hộ ở tỉnh bên Thầy Bú đã mất nghe chưa Không người ta lại cười cho Bố tính kiếm đứa nào môn đăng hộ đối cho thằng Bảo Nhưng ý trời đã như vậy Thì Bú cũng đành chịu Con cứ sống biết trước biết sau Yêu thương chồng Sớm sinh cháu cho thầy Bú bế bồng là chả ai để cho con thiệt Dình cờ này sau này cũng về tay vợ chồng con hết cái con ánh ghẻ nó cậy mình là vợ hai của quan tri huyện nên lúc nào cũng câng căng cái mặt thớt đợi thằng bảo nhà bu đậu trạng nguyên đi rồi xem nó còn kiêu ngạo được nữa hay không đào nghe tiếng quan tri huyện thì vội hỏi bu ơi có phải quan tri huyện mới về nhậm chức có đúng không bu mà cô ánh là ai vậy ạ à? bà cả lúc này bĩu môi chả biết quan như thế nào mà mới nứt mắt ra đã bốn đời vợ mới cưới thêm cái con quỷ cái nhà lão hứa làm vợ tư đấy bù nghe nói ai mà lấy con này chỉ có chết sớm số nó sát chồng đã vậy còn đánh đá chua ngoa thầy bù của nó thì ác có tiếng ai ai cũng ghét phủ nào vô phúc lắm mới rước con đó về đào nghe bà ấy nói mà mặt cứ đần ra cô không biết ai chơi ác lại tung tin đồn xấu về mình như vậy. May mà hồi nãy cô chưa khai ra thân phận của mình, Chưa không chắc ấy cũng bị đá bay ra khỏi đây. Khổ nỗi từ nhỏ đến giờ, Đào chưa hề được bước chân ra khỏi phủ, cô chẳng biết đường đi lối lại, giờ cũng không dám hỏi ai, nên đành chờ đợi thời cơ. Bà cả lại tiếp tục. Con ánh ấy là con gái của mụ khốn nạn kia. Bố cứ nghe thấy mẹ con nó là máu dâng tới não. Bố có mình thằng bảo cô lấy muộn con nữa mà ông trời không cho bù thích đông người cho vui cửa vui nhà lúc này đào cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện cô không ngờ phủ nào cũng rắc rối đâu đá nhau quyết liệt đến như vậy dạ con biết rồi đội ơn bu đã nhắc nhở con bà cả thấy cô con dâu không những xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn lễ phép thì khấp khởi mừng thầm bà căn dặn vú chín phải chăm sóc đào cho tử tế cô cũng được dẫn đi dạo khắp phủ để biết được tình hình. Phủ nhà ông Lý cũng rộng ngang ngửa với phủ nhà cô, nhưng ở đây được cái trồng nhiều cây ăn trái, thấy cây nào cũng đủ loại. Đào Cưng Ngây ngốc nghĩ cách để thoát ra khỏi nơi này, cô muốn được trở về làm vợ của cậu Văn. Đào không hề biết rằng ở phủ kia, Hương cũng chẳng sung sướng gì. Cô nằm trong tầm ngắm của rất nhiều người, tính mạng lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc. Hương sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Lấy lại được tinh thần Cô thì thầm bảo với cậu Văn Này cậu Tôi với cậu ra chỗ bụi ngô hôm qua Mà hắn ta đốt xác Tôi muốn kiểm chứng xem có manh mối gì không Cô đang bị thương như vậy Có đi nổi không Yên tâm tôi đi được Mà cậu có võ vẽ gì không Nhỡ mà nó có ra tay bất chợt Thì cậu còn cứu được tôi Mà tôi Tôi hỏi cũng bằng thừa cậu như con tép khô thế này Làm sao mà Có võ vẽ chứ Văn cứ ngẩn người nghe cô ấy nói một chàng Hường nói nhiều tới mức Văn không thể nào Mà xen vào giải thích được Cô ấy nói hết Thì cứ đi trước dẫn đường Vết thương vẫn còn đau Nên Hường cứ khom lưng đi chậm rãi từng bước một Bọn gia đình thấy cảnh tượng lạ Thì tụm năm tụm ba bàn tán Thế là quan nhà mình Cuối cùng cũng động lòng phàm rồi cơ à Tôi cứ tưởng là quan tu thành chính quả Lấy vợ qua mặt thiên hạ thôi chứ Mấy thằng còn lại vỗ đùi đen đét Chúng cười khoái chí Công nhận mợ tư Không phải là đẹp xuất sắc Xét về nhan sắc ấy, thì thua mợ ba Xét về tính cách thì thua mợ cả Xét về phong thái thì thua mợ hai Không hiểu sao cậu Văn lại thích nhỉ Thằng Hớn lúc này làm bộ thần bí Trời gọi tên ai người nấy giả Cậu nhà mình đâu phải như người phàm Hãy thấy gái đẹp là sáng mắt đầu chắc chắn mà ấy phải có điểm gì đặc biệt thì cậu văn mới bị chinh phục chứ hậu vô tình đứng phía sau những lời này bị cô ấy nghe rõ một một hậu thấy cổ họng nghẹn lại cả người như muốn nổ tung hậu bóp nát nắm lá ngải cứu trên tay rồi sau đó vứt luôn xuống sân trong lòng như con ngàn con kiến đang bỏ lồm ngồm hướng dẫn cậu văn ra ngoài bãi ngô ở đây ngô chồng san sát nhau nên rất khó kiếm cô cố gắng lục tung ký ức và nhớ lại cứ men theo hàng rào cuối cùng cũng kiếm được chỗ đêm qua hai người bước nhanh lại quan sát ở đây một đống cho vẫn cao ngất ngược văn nhìn xung quanh kiếm được một cành khô cậu cứ gầy tung đống cho đó ra bên cạnh khi đập phải vật cứng ngắc văn ngồi thụp xuống đưa tay sờ thử miếng xương người cháy chưa hết làm cho cậu bàng hoàng cậu cứ tay không mà bới tiếp ở đây vẫn còn mấy khúc xương nữa cậu lẩm bẩm quái lạ Sát chết này của ai được chứ Hường đứng nép sát vào người cậu run như cầy sấy Đấy Tôi tôi bảo cậu rồi mà cậu không nghe Hôm qua tôi có nói người bị thiêu chết Mà không ai tin tôi Cậu còn sai người đánh tôi Văn nghe xong có chút hối hận Thì ai mà biết được Xưa này phủ này đâu có mấy chuyện như thế này Tôi cứ tưởng rằng cô ăn nói linh tinh Đã vậy cô còn vi phạm nguyên tắc trong phủ theo luật là bị phạt Kể cả tôi không nói Thì cô cũng bị Luật do người đặt ra Chứ ai đặt ra à Với lại tôi đến đây Không một ai thông báo trước Thì làm sao mà tôi biết Mà thầy bu của cậu cũng hay thật Nếu như để cao mợ hậu vậy Thì còn lập lẽ cho cậu làm gì Một vợ một chồng Có phải là tốt hơn không Năm thề bảy thiếp Cứ gành tị nhau Cũng mệt cả người Cậu Văn nhìn vợ chằm chằm Cậu không nghĩ rằng Hường cũng có lúc nghiêm túc như vậy Thực ra cậu cũng chẳng có ý định lấy ai Tại muốn cống hiến cho xã tắc Đối với cậu đàn bà con gái thật là phiền phức Tối ngày thấy ba người vợ của mình cứ đố kỵ Nói nhau chan chát Cậu lại càng đau đầu Hường thấy chồng im lặng Cứ tưởng rằng cậu ấy thầm thấu hết Những gì mà cô vừa nói Cô bắt đầu chém tứ tung Theo như kinh nghiệm điều tra án Bao nhiêu năm nay của tôi Thì hung thủ rất có thể là một người trong phủ nạn nhân thì chắc chắn có thủ oán nên mới bị giết hại tên này làm có vẻ rất chuyên nghiệp chứng tỏ hắn đã làm rất nhiều lần nhưng mà nhà cậu người hầu nhiều quá nên không kiểm soát được hết sau này cậu phân thành từng nhóm nhỏ mỗi nhóm cử ra một người đứng đầu quan sát các thành viên nếu ai có bất thường về tâm lý cũng dễ dàng mà phát hiện còn tôi thì tôi không phải là bị ma hại đâu tên này chắc chắn giết tôi để bịt đầu mối đáng tiếc đêm qua trời tối nên tôi không nhìn rõ mặt tôi mà biết đứa nào dám ngang nhiên ra tay hãm hại tôi 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 cắt tiết nó không biết tôi là vợ của cậu hay sao mà lại dám làm cái trò như thế chứ hưởng mới nói tới đó thì bỗng có một lực đập vào lưng cô hét vang trời và ôm chặt lấy cậu văn nó nó lại tới rồi văn nhìn lá ngô đang phe phẩy theo chiều gió nên mới đập vào lưng của Hường. Cô ấy hồi nãy hùng hổ như vậy, mà bây giờ lại giống hệt như thỏ đế. Mặt cứ nhắm chặt lại, khuôn mặt co rúm, như muốn khóc tới nơi. Cô chỉ được cái võ mồ. Thực tế mà mạnh mẽ như vậy, có phải là tốt không? Hường đòi mãi không thấy động tĩnh gì. Cô hé mở mắt, quay người lại đằng sau, không thấy bóng dáng của ai thì chưng hừng. Hường đứng bật dậy phủi quần áo, lại tiếp tục chém tứ tung. Tôi thử xem... Cậu có cứu tôi không? Sao đầm tới tận xương tôi Tôi còn không ca thán nửa lời Mấy cái này hề hấn gì chứ Chẳng qua đêm qua ngủ say Tôi không chống đỡ được Chứ nó cứ giỏi Đấu thử tay đôi với tôi Tôi bẻ cổ đi chứ Một thằng chứ mười thằng cũng chết với tôi Cậu đừng có nghĩ rằng tôi nhỏ con là yếu Sức mạnh của tôi hơi bị phi thường đấy Vằn chắn hẳn Với cái thói khoác lác của vợ Cậu sờ thử những chỗ đất xung quanh chỗ này toàn là sỏi đá duy nhất chỗ đốt xác là tươi xốp thôi hung thủ để lại một nắm lá ngón một số lá cũng cháy đen văn đứng dậy đi một lượt xem có gì khả nghi nhưng tuyệt nhiên hung thủ không để lại dấu vết lúc này cậu nói với hường về thôi cậu tìm được hung thủ chưa chưa trong đầu cậu lúc này đặt ra rất nhiều giả thiết nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn vừa về lại phủ Văn sai ba thằng gia đình đào cây hố Lấp hết đống cho hồi nãy lại Cậu cũng gọi ông quản gia kiểm tra lại hết số người trong phủ Xem có thiếu ai hay không Cả buổi hôm đó Cậu ngồi trong buồng phân tích kỹ lưỡng từng chút một Cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nắm lá ngón bên cạnh đó là gì Hướng như thường lệ cứ lăng sang ngoài sân tới trong bếp Hôm nay cô bị đau Nên không phụ giúp mọi người Mà chỉ ngồi tám chuyện Hết người này tới người kia Hậu nãy giờ cứ nằm lì trong phòng của bu mình Vô Sáu cả buổi bận bịu Ghi chép số lúa với số khoai Bây giờ mới rảnh rang đôi chút Bà thấy con gái mặt buồn như đưa đám Thì bước lại gần vào hỏi Ai chọc tức con đi à Hậu bây giờ mới bực bội nói Cái còn hưởng chứ ai Cả đêm qua Nó ở phòng cậu Văn tới sáng Sau đó hai người Thì tỉnh giấc thì đi đâu đó Đêm qua chắc chắn Nó được rồi bu ơi Đến đi có bù làm chủ cho con Con phải bình tĩnh Mới nghĩ được cách chứ Cũng tại thằng cha già kia Đang yên đang lành Đi dụ ông bà ấy lập thêm vợ tư làm gì Lão ấy chắc chắn Ăn lòi bản họng vàng bạc nhà nó chứ sao Còn sợ nhất cậu văn động lòng Con cũng không nghĩ rằng Cậu ấy lại thích nói nhanh như vậy Bà Sáu trầm tư một hồi lâu Bà ấy bỗng ghé sát tai con và thì thầm Hay là mình khử nó luôn đi con hậu thoáng giật mình cả cơ thể run rẩy cô cực kỳ ám ảnh mấy cảnh chết chóc mỗi lần nghe mọi người khui lại vụ con gái nuôi của thầy cậu văn bị giết rồi vứt xuống ao là hậu lại lạnh sống lưng có những đêm cô còn mơ thấy người chết hiện hồn về và kéo mình đi hồi bé hậu từng có lần bị ma giấu ở bụi tre nhưng may bà sáu phát hiện kịp lúc đấy kiến bù đầy người do cô cứ khư khư cầm miếng bánh ngọt bà sáu không muốn mọi người bàn tán nên đã giấu tiệt chuyện này Bà ngày đêm dạy con gái thêu thùa may vá nấu ăn Hậu cả ngày quấn quýt bên bu văn Nên bà rất yêu quý Coi cô như con gái ruột Có đồ gì ngon cũng để dành cho hậu Ngay cả đứa con trai yêu tú của mình Bà cũng kiên quyết Phải lập hậu làm mợ cả Mặc dù có sự giúp đỡ đắc lực của bà ấy Nhưng hậu không thể nào Có được trái tim của Văn Cậu chỉ coi cô như em gái Hoàn toàn không có tình cảm nam nữ Cả ngày cậu cứ vùi đầu vào đống công việc Hôm nào rảnh rang thì đi khắp huyện xử lý công chuyện. Thành ra lấy nhau đã lâu, mà cô vẫn chịu cảnh phòng không, giường trống. Hậu Lý Nhí Bù ơi, làm vậy có ổn không? Con sợ bị người ta phát hiện, là chết đấy bù ạ. À. Cậu văn phá án giỏi lắm. Bao nhiêu vụ giết người rắc rối trong huyện, vào tay của cậu ấy, đều xong xuôi hết. Bà Sáu nghe xong thì thầm. Mình không trực tiếp giết nó, mà mượn tay kẻ khác để mai bù đi chợ, bù thuê người làm cái vòng đựng thủy ngân ở bên trong, nó đeo vòng đó thì cũng từ từ mà chết dần chết mòn. Phủ này, bát ăn cơm của ai thì để tên người đó, bù tính mua cái bát khác, tráng bằng thủy ngân cho nó ăn luôn. Mình cứ ung dung ngồi chờ là xong chuyện. Ai nói con ra mặt đâu mà sợ chứ? Vừa lại bù thấy con ánh nó ghét con hưởng lắm, mình ở giữa chơi chiêu khích tướng, con này tính sồn sồn sẽ nhảy đồng lên cho mà xem hậu nghe bù mình phân tích một hồi cũng gật gù đồng ý vậy bù phải cẩn thận đấy Sở bù chỉ đâu con đánh đó nhưng mà nhưng nhị cái gì cậu văn cứ không động vào con thì làm sao hả à, bù con thử đủ cách rồi nhưng cậu ấy ngoài nói năng nhẹ nhàng trò chuyện vui vẻ thì chả bao giờ đoái hoài đến chuyện kia bù chồng con cũng nhiều lần phân tích nhưng mà cậu ấy cứ lấy lý do bận công việc cứ lần lượt và thoái thác bà nói hoài cũng chán bây giờ mặc kệ luôn rồi bà bảo con ánh với con sen còn khốn khổ hơn vì cậu văn chả bao giờ nói chuyện bà sáu nhìn con gái chịu nhiều ấm ức như vậy thì ruột đau như cắt bà có duy nhất mình hậu nên dù phải bỏ mạng sống cũng phải bảo vệ cô bằng được bà lấy khăn lau nước mắt cho con thôi con nín đi có cái gì cứ từ từ giải quyết bù ở bên cạnh con, lo lắm, ốm ra đấy là khổ lắm. cái con dành kia sớm muộn gì cũng biết tay bù. bà sáu căn dặn một hồi, bà cũng chỉ cho cô các chiêu thức để hâm nóng tình cảm vợ chồng. sau khi thấy con đã ngồi ngoài, bà tiếp tục nói: Con mệt thì cứ nằm đây nghỉ đi. bù đang dở tay một chút, giờ còn phải kiểm kê ghi chép trong kho, xem năm nay lúa với mì có tăng thêm được nhiều không? dạ vâng, bù cứ làm đi ạ. Con nằm đây thêm một chút Bà Sáu lật đật bước vội ra ngoài Lại tất bật làm công việc của mình Bà đi ngang qua nhìn thấy Hường Thì chỉ hận muốn xiên cho cô ta vài nhát Chẳng hiểu sao bà lại ghét cay ghét đắng người này Bất kể làm gì Bà cũng cảm thấy đáng ghét Hường đang bận rộn Nghịch chỗ bèo tây mà con kiến đang băm dở Cô cứ xếp thành hình bông hoa Kiến lúc này thủ thì Hôm nay sao mà vú sáu Nhìn mợ kinh khủng thế nhở Đừng nói là do mợ động phòng thành công Nên bà ấy tức nổ đóng đóm mắt nhá Công nhận mợ may mắn thật Chưa mợ nào có diễm phúc như vậy đâu Hường bỗng ngờ ngác Cô chớp mắt lìa lìa Cậu Văn có những ba người vợ Mà chưa sơ muối được gì à Chết rồi Kiếp này coi như bỏ rồi Không có chồng mong được gì nữa rồi Kiến không hiểu mợ ấy đang nói gì Cứ lầm bầm tiếng được tiếng mất Nó đẩy nhẹ vào đúng chỗ vết thương Làm cho Hường hét toáng lên Đau Sao lại đánh vào chỗ này Mợ bị làm sao thế con không biết Con chỉ đụng nhẹ thôi mà Hưởng đang định tuôn ra một chàng Nhưng nhớ lại cậu Văn không cho mình nói Thì ngập ngừng À thì không có gì Tôi hôm qua cứ nằm nghiêng một bên Nên là bị đau vai gáy mà Mợ làm như con là trẻ con lên ba không bằng Ở đấy mà giấu với chả diếm Con kiến được mệnh danh là chúa nhiều chuyện trong phủ Nó chỉ cần có một chút thông tin sau đó thổi phồng lên rất kinh khủng Bao nhiêu lần nó bị phạt ăn đòn Nhưng được vài hôm lại chứng nào tật đấy Ai mà dại kể bí mật với nó Thì chỉ có đường mà chui xuống đất Mới hết nhục Ở phủ này ai thấy kiến cũng tránh xa Chả muốn tiếp chuyện Hưởng mới đến nên không biết Cứ thản nhiên mà tâm sự Còn kiến thấy có người lắng nghe nó nói Thì nói mừng lắm Hễ có chuyện gì đều khai sạch sẽ bằng hết Hưởng thấy nó có thể khai thác được Nên cứ nửa úp nửa mở này tôi thấy mợ hậu cũng nghiêm khắc nhỉ đâu có hiền lành như mọi người vẫn nghĩ đâu kiến đảo mắt khắp một lượt khi chắc chắn đã an toàn nó mới tiếp tục nói mợ ấy à chỉ thể hiện bề ngoài thôi trong lòng cũng nham hiểm phết đấy xưa kia khi mợ ánh về đây năm lần bảy lượt bị mợ hậu chơi trò ném đá giấu tay nhưng thế lực nhà mợ ấy lớn có lần làm ôm lên nên mợ hậu mới không dám tiếp này mợ sen thì khôn ngoan hơn nên không bị nắm thóp Mợ ấy kiểu không muốn tranh giành nữa Nên mợ hậu cũng không để ý đến Hưởng nghe xong gật gù Cô vẫn nhớ nét mặt hùng hổ đêm qua của hậu Cô ta nghiến răng nghiến lợi Mắt long sòng sọc Nếu không có cậu văn ở đó Chắc là cô ta đã nhào vào Quyết sống chết một phen Càng nghĩ Hưởng càng cảm thấy tờ Tự dưng cô lại bị lôi vào vòng xoáy này Rõ ràng cô còn chưa được ăn gì hết Đúng là có tiếng mà không có miếng Thấy Hưởng cứ ngồi ngần tò te Kiến tiếp tục Mợ mệt à Hay nghe con nói Mợ trúng gió luôn rồi Hường ngẫm nghĩ Con kiến này đúng là tương tưởng Mồm thì lia xia như tép nhảy Cô nói chuyện thêm một lúc nữa Thì kiếm cớ chuồn đi trước Hường đang ngắm nhìn con diều trao đào trên bầu trời Thì bỗng ngã ủy xuống đất Vết thương bị đập mạnh Khiến máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo đang mặc Hòa già anh thấy Hường đi ngang qua Nên mới giang chân ngáng đường cô. Cô ta giả vờ như không liên quan, cúi xuống chế giễu. Mù à? Đường đi không nhìn lại nhìn lên trời. Cô thích lên đó sống, có đúng không? Tưởng gì muốn lên trời dễ ợt. Làm một nắm lá ngón là xong. Không đau đớn, cũng chả có gì sợ sệt. Hương nghe xong giật mình. Hình ảnh nắm lá ngón cháy giỏ, bỗng hiện về trong tâm trí của cô rõ một một. Hương liếc nhìn người kia, Xem sắc mặt cô ta có gì biến đổi hay không Nhưng chỉ thấy vinh vinh đắc ý Hường tức tối Gắng sức đứng dậy Khởi động khớp cổ tay Rồi dùng lực hết cỡ đấm thật mạnh vào bụng cô gái kia Anh choáng váng Tưởng chết đến nơi Cô ta ôm bụng Mặt mũi tái nhợt Con điên này, mày dám động tới tao Được, mày chỉ có đường chết thôi Anh lồm cồm bò dậy Nhưng bị Hường ghi chặt Vừa thấy bóng dáng của bà luyến từ xa tiến lại Hướng ngay lập tức đỡ ánh dậy Cô cứ suýt xoa Mợ, mợ đứng dậy đi Mợ có sao không ạ à? Lúc này ánh giận quá mất khôn Không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa Cứ tát bùm bốp vào mặt cô Hường Cô gái kia tuyệt nhiên không dám chống trả Cứ đứng im chịu trận Luôn mồm van xin Mợ cứ đánh tôi đi Mợ đừng có trách cậu Văn Tôi thấy mợ trách cậu ấy Tôi đau lòng lắm Anh nghe xong lại càng điên tiết Tao giết mày Con điên này Mày đa nhân cách à Ai ở với mày Chắc chắn là một lũ điên Cô ta vừa mới dứt lời Đã bị bà luyến túm tóc Cầm cái guốc gõ luôn vào sau gáy Ánh hoảng loạn vùng tay đẩy mạnh Bà luyến bị mất đà Ngã bệt xuống đất Vô cùng đau đớn Hưởng nhân cơ hội này Vội vàng chạy đến đỡ lấy bà ấy Miệng không ngừng trách mắng Mợ thôi đi Mợ quá đáng vừa thôi chứ Mợ tức tôi, mợ cứ xả vào tôi Bu làm gì mợ Anh nhận ra rằng người sau lưng chính là bu chồng Cô sợ hãi quỳ sụp xuống đất Lại lấy lại để Khóc không thành tiếng Bu không phải con Bu con xin bu tha tội cho con Tất cả là tại con Hường Bu của Văn vừa thở hồng hộc Vừa gào thét Chúng mày đâu lồi nó xuống Đánh thật mạnh cho tao Nhốt con điên này vào một tuần Cấm túc không cho ai ra vào Xem nó có bớt điên không Ôi giời ơi Thằng hớn với thằng Tị vội vàng vâng lệnh Chúng hai đứa kéo hai tay Cứ lôi mở hai lê lết ra giữa sân Bà luyến lúc này tức tối Còn cô Cô rảnh rỗi vậy Cô đi phơi thóc với đám con kiến đi Cả ngày cứ lượn ra lượn vào gây chuyện hết người này tới người kia Phủ nhà tôi không thừa gạo mà nuôi những đứa vô dụng Lại còn rừng mỡ như cô Lần sau ấy à Tôi còn thấy cô cãi cỏ với ai Cô liệu hồn Hương không dám cãi lại Cô cúi gằm mặt Nghe bà ấy chửi xối xả Bà luyến chửi chán sau đó bỏ đi Còn Hương thì lè lưỡi <laughs> Tôi cũng đâu có thèm ở đây Phủ gì mà như địa ngục Ăn không được, nói không được Ngủ cũng không được Giờ lại còn đi lại còn cấm luôn Cô nghĩ bụng Thôi chuồn Chuồn vào buồng là thượng sách Giờ mà ra ngoài phơi thóc cũng chết Cô thấy đau nhói ở bà vai Thì mới sực nhớ ra vết thương nên vội vàng bước nhanh vào Cậu Văn đang ghi chép mấy cuốn sách Trên bàn cả một chồng giấy tờ cao ngất Cậu ấy chăm chú đến nỗi Không biết Hường xuất hiện Cô lục lọi trong tủ lấy miếng vải sạch Tiến lại giường từ từ mở cúc áo Nguyên viết thương bị rách toát Nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa Hường nghiến răng chịu đau Chấm chấm xung quanh Xưa này cô chịu đau rất tốt Mà còn thấy lần này đúng là khủng khiếp Cậu Văn bỗng xoay người Tìm đồ trên bàn Cậu bất ngờ nhìn thấy cảnh kia thì bối rối Mặt đỏ như gấc Cậu sau một hồi chấn tĩnh Thì bước nhanh chốt cửa lại Hương vừa làm vừa suýt xoa Đau quá Cậu có thuốc gì Sắc cho tôi mau khô với Người kia tiến tới cái giường cũ Mở ra một hộp thuốc Cậu đánh tiếng Thuốc này xót lắm Cô chịu khó đấy Nhưng mà nó làm vết thương nhanh lành Cậu cứ yên tâm đi Tôi chịu được Cậu làm đi Văn nhìn thật kỹ vết thương Cậu nhanh tay đổ trực tiếp vào Hương mặc dù chuẩn bị tâm lý từ trước Nhưng lúc này cũng ôm chặt lấy cậu và la hét Xót quá Xót chết tôi rồi Cô cứ vậy mà khóc nức lên Nước mắt nước mũi chảy ràn rụa Văn cũng không biết an ủi thế nào Thì tôi, tôi nói trước rồi mà Thôi cô chịu khó đi Hai ngày là hết Ngày xưa tôi bị nặng hơn cô Tôi cũng rác thuốc này mới ăn thua đấy Hường quệt nước mũi vào cổ tay của cậu Tiếp tục kể lề Tôi đâu có làm hại ai đâu Mà ai cũng muốn lấy mạng của tôi Cậu đưa tôi ra khỏi đây đi Ở phủ này sớm muộn gì Tôi chỉ còn bộ hài cốt cháy dở Tôi còn trẻ lắm Tôi không muốn chết sớm Tôi còn chưa kịp thưởng thức đồ ăn ngon Chưa được mặc đồ đẹp Hưởng tùy đau nhưng vẫn kể rất tốt Cô cứ vừa ôm lấy chồng Vừa nói không ngơi miệng Còn Văn thì đứng bất động Cả người cậu cứng đờ lầm bầm Cô xong chưa Cô buông tôi ra xem nào Hương lại tiếp tục lau nước mũi vào áo của cậu Cậu Văn lúc này nhăn nhó khó chịu Ui giời ơi Sao cô ở bẩn thế à Không ra cái thể thống gì Sạch cũng chết Bẩn cũng chết Tôi muốn sống Tôi muốn ra khỏi đây Vừa nghe tiếng bước chân đi ngang qua Văn vội vàng bịt chặt miệng của vợ Bên ngoài tiếng của hậu lanh lành Cậu ơi Cậu có trong đấy không ạ à? Văn bình tĩnh đáp lại Có chuyện gì thế Thầy bảo cậu qua bên buồng của thầy Có việc cần căn dặn à Được rồi tôi qua ngay đây Cậu Văn lúc này liếc xéo hưởng Ngồi yên nhá Tôi buộc vết thương cho Cô cấm được đi lung tung đấy Mai giặt ngay bộ đồ này cho tôi Gớm quá Nhìn cô là tôi mất hết cảm tình rồi Hưởng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng Cô cố tình nắm lấy cổ tay của cậu 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 cũng rắn chắc phết nhỉ Không đùa được đâu Khi bằng bó vết thương xong Văn dặn vợ ngồi yên đừng cử động Còn mình thì cầm theo một mớ giấy tờ Qua phòng của thầy Hương nằm xuống giường Cô đang không ngừng suy nghĩ Làm sao mà hốt được mớ bạc phòng thân Để trốn càng nhanh càng tốt Về phần của cậu bảo Cậu càng ngày cứ nhốt mình một góc Không ăn không uống thầy bù khuyên cậu hết lời nhưng đều không được cuối cùng bù cậu quyết định thử đem đào vào trong đó bà còn khóa luôn cửa bên ngoài với hy vọng con trai thay đổi ý định đào lúc đầu có chút hoảng sợ nhưng nghe vô chín khuyên nhủ một mực nói cậu ấy là người tốt cô cũng an tâm đôi chút cô dòn rén bước đi không tạo ra tiếng động Bảo đang ngồi một góc cậu cứ gục mặt xuống nhìn thảm thương vô cùng đào không biết phải khuyên cậu ấy làm sao nên lặng lẽ ngồi ở cuối giường Hai người cứ như vậy Chả nói chuyện gì với nhau Không gian vắng lặng bao trùm tất cả Rất rất lâu sau Đào mới lên tiếng trước Cậu có ổn không ạ Tôi biết là cậu đang rất buồn Nếu cậu yêu cô gái đó Vậy thì cậu cướp cô ấy về Là xong mà Bảo nghe xong như bừng tỉnh Cậu đứng phát dậy và lắp bắp Cướp, cướp ư Đúng rồi Chắc chắn Hưởng bây giờ đang rất đau khổ Cô ấy bị thầy bú ép đi Nếu không đã chờ tôi về rồi Tôi phải đi đón cô ấy Tôi phải đi đón cô ấy Bảo chạy sộc ra cửa Nhưng bị đào vội vàng ngăn lại Kìa cậu Cậu phải tính toán kỹ lưỡng chứ Không có kế hoạch rõ ràng Cậu cứ bằng niềm tin à Thế bây giờ theo cô Tôi phải làm thế nào Trước tiên ấy, phải biết cô ấy Bị gà vào phủ nào Hiện ở buồng nào ban ngày sẽ làm những công việc gì thì mới tiếp cận giải cứu được chứ. Hơn nữa, cô ấy bị gả đi, chắc chắn cô ấy không còn trong sạch. Liệu cậu có chấp nhận và tha thứ hay không? Bảo nghe những lời này mà trái tim như bị bóp nghẹt, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến, cậu thương hưởng bao nhiêu thì lại càng thương cho cuộc tình của mình bấy nhiêu. Bảo đắn đo một chút. Tôi tôi sẽ không để ý những chuyện quá khứ. Được rồi Cậu vậy mới xứng danh anh hùng chứ Thế cô ấy bị gả vào phủ nào Cô ấy bị gả làm lẽ Nhà lão phú hộ đàn Đào nghe tới đây thì bùn rùn chân tay Cô mấp máy Cái gì cơ Phú, phú hộ đàn đấy à Cậu bảo đang dối bời Chẳng còn tâm trí nào để để ý điệu bộ Như gà mắc tóc của Đào Cậu đang vạch ra kế hoạch Làm cách nào để cứu hưởng an toàn trở về Đào từ lúc nghe tin này Cô phần vân không biết phải làm sao Liệu cô nên nói sự thật hay không Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng Cô quyết định sẽ nói vụ người con gái cậu ấy thương Đang ở trong phủ nhà quan huyện Chứ không phải là nhà lão phu hộ đàn Đào cũng cẩn thận không nói vụ mình là cô dâu bị cháo đổi Để đề phòng bất chắc Nhỡ như có sự cố Còn kịp có nước để thoát thân Cô ấp úng Tôi... tôi nói cậu nghe chuyện này Cậu phải thực sự bình tĩnh thì tôi mới dám nói Cô nói đi tôi đang nghe đây Đào gãi đầu gãi tai Muốn nói mà chả biết mở lời từ đâu Bảo thấy cô đang dối trí Vội vàng thuyết phục Không sao đâu mà Cô cứ nói đi Từ từ tôi nghe đây Cô gái kia Hiện giờ không ở nhà lão phú hộ đâu Mà bị gà vào nhà quan tri huyện rồi Bảo nghe Đào nói xong thì sững sốt Nhất thời không dám tin đây là sự thật cướp dâu ở nhà lão đàn đã khó cướp được từ phủ quan tri huyện thì đúng là khó lên trời ở đó canh gáp nghiêm ngặt nếu không phải người trong phủ đường hòng được bước vào nửa bước bà vẫn thấy có cái gì đó rất vô lý hường chỉ là con của một nông dân làm sao có thể lọt vào mắt quan tri huyện cậu phân vân làm sao cô biết hình như là cô nhầm lẫn với ai rồi thì phải lúc ấy cô ấy lúc đầu bị gả cho lão phú hộ nhưng đúng hôm đón dâu thì đi cùng với một cô gái được gả vào phủ quan huyện kết quả hai kiểu đã bị hoán đổi không thể như thế được nếu như nhầm lẫn như vậy tại sao bên ngoài không ai hay biết với lại tại sao cô lại biết những chuyện này thực ra tôi là người hầu ở nhà ông phú hộ cô dâu kia cũng trốn đi mất tích rồi tôi đưa cô ấy đi cùng nhưng cô ấy bỏ trốn nên tôi sợ quá tôi cũng chạy luôn tôi đảm bảo cô gái của cậu đang ở trong phủ quan huyện. Bảo càng nghe càng rối, cậu hỏi tiếp: "Thế bây giờ bằng cách nào đột nhập vào trong phủ đó?" Đào đi sát bên cạnh Bảo và thì thầm: "Quan huyện là người cực kỳ thương dân, ngày mai tôi với cậu qua phủ đó một chuyến, chúng ta giả như đang đi kiện tụng lẫn nhau, đứng trước cổng cứ kêu ẩm ĩ lên, kiểu gì quan cũng cho vào. Mình xem đường đi lối lại trong đó như thế nào rồi tính tiếp." Bảo gật đầu đồng ý ngay tức khắc Cậu không nghĩ rằng một cô hầu lại thông minh tới như vậy Tính toán đầu ra đó Từng đường đi nước bước Bảo cũng mở lòng nhiều hơn Cậu không kể về tình yêu của mình Nhưng nghe cách mà cậu ấy nói về Hường Bằng giọng nói đầy tự hào Yêu quý Thì Đào cũng đủ hiểu Bảo trân trọng cô gái kia tới nhường nào Cô cũng không biết Hường ở nhà cậu Văn đang sống ra sao Chẳng biết cậu ấy có yêu thương Hường hay không Cô cũng tò mò muốn biết Hưởng nhan sắc xinh đẹp như thế nào Mà lại khiến cho Bảo điên đảo tới như vậy Này này cô làm sao đấy Tiếng cậu Bảo cất lên Làm đào như sực tỉnh Cô lắc đầu À không có gì Tôi đang nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà Bảo bước nhanh ra đầy cửa Nhưng bên ngoài đã bị khóa chặt Cậu đập cửa rầm rầm Mở cửa ra Mau mở cửa ra Cậu cứ ngồi yên đây mà giữ sức Ông bà thấy cậu bình tĩnh Thì còn để cho cậu ra khỏi phủ Chứ cứ như thế này Thì cậu đừng nghĩ tới việc Cứu cô ấy ra Bảo nghe đào phân tích chi lý Vội vàng làm theo Cậu ngồi xuống bàn Trong lòng vẫn nửa mừng nửa lo Cậu đang tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên Xen lẫn xúc động khi Hường nhận ra mình Đào vẫn còn mệt mỏi Nên tranh thủ ngủ thiếp đi Cô muốn lấy lại sức Sao còn ra khỏi chỗ này Đã mấy ngày cô không hề được ngủ đủ giấc cơ thể suy nhược thấy rõ, đảo lo lắng cho thầy bu của mình, có lẽ họ chưa biết chuyện nên mới không sai người đi tìm kiếm. Cô nhớ từng bữa ăn với thầy bu mình, được cùng bọn người hầu chơi trò đuổi bắt và thả diều, cô cứ tưởng ngoài kia cũng màu hồng như trong phủ nên vô cùng háo hức. Bây giờ cô mới nhận ra, chỉ có ở trong vòng tay của thầy bu mình mới là an toàn tuyệt đối. Đến giấc ngủ mà cô cũng chập chờn, đề cao cảnh giác cơm chẳng được ăn no đầu óc cứ căng như dây đàn luôn thấp thỏm sợ hãi lo cho tính mạng của bản thân cô chỉ cầu mau mau chóng chóng để được rước về phủ quan huyện bỗng như sực nhớ ra chuyện gì đào thắc mắc này cậu tôi vẫn còn tò mò một chuyện này cô nói đi tôi đang nghe cô gái bị gà nhầm nếu mà bị phát hiện có về làm vợ quan được nữa hay không Bảo im lặng một lúc cậu thở dài Không được Cô ấy cũng không được trở về nhà thầy bu nữa Nếu ai bắt được cô ấy chạy trốn Thì sẽ bị cạo đầu Bôi vôi rồi quẳng xuống sông Luật lệ ở đây là như vậy Bị gà vào phủ nào Thì sống chết ở đó Chỉ cần có tư tưởng bỏ trốn Cũng bị đánh cho thân tàn ma dại Đào nghe xong lạnh hết cả sống lưng Cô không ngờ xã hội này Lại hà khắc đến như vậy Thế cậu giải cứu cô gái kia thì cậu cũng hại chết cô ấy à bảo cuối gầm mặt hồi nãy cậu đắn đo nhất chuyện này nên mãi mới trả lời được câu hỏi của đào là có quan trọng chuyện trinh tiết hay không thực ra đối với cậu cô ấy mới là quan trọng nhất những chuyện còn lại không cần thiết cậu đã lường trước được hậu quả những việc mình sẽ làm thực ra bảo tính sau khi cứu được hường sẽ cùng cô ấy cao chạy xa bay cậu cũng chẳng ham quyền lực trạng nguyên hay bất cứ thứ gì Cậu chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu Sống thật hạnh phúc Như vậy là đủ mãn nguyện Đào thấy người bên cạnh không đáp lại Cô cũng không hỏi thêm Cô đau khổ khi nghĩ về tương lai mù mịt của bản thân mình Sóng gió cứ ập đến dồn dập Làm cho cô chống đỡ không kịp Nhiều lúc muốn gục ngã luôn tại chỗ Cô nhắm mắt lại Vắt tay lên chán Miệng không ngừng lầm bầm và cầu nguyện Cô cứ nhớ tới thầy bu Lòng lại đau thắt Trái tim như bị bóp nghẹt Bố cô bị bệnh khớp Mỗi lần trái gió chờ trời Lại bị cơn đau hành cho dữ rồi Khi ở nhà Đào còn lấy rượu gấc Xoa bóp cho bu. Cô không biết ai sẽ thay cô làm việc đó Bây giờ cô mới hiểu Trước hôm gả cô đi Bố cứ khóc dấm dứt không ngừng Hóa ra đã đi lấy chồng rồi Nếu không được sự đồng ý của bên nhà họ Thì con gái mãi mãi Không được trở về nhà đẻ Đào vì đến tuổi gà chồng Ước nguyện của cô là được làm vợ quan huyện Lúc đầu bu cô cương quyết không chấp nhận Vì sợ Đào thiệt thòi Bà không muốn con gái phải chịu kiếp chung chồng Nhưng Đào cứ nằng nặc Năn nỉ bu mình muốn gãy lưỡi Cô còn đe dọa Nếu không lấy được cậu Văn Thì cả đời này không lấy ai hết Bây giờ cô mới thấy mình đáng trách Thấy thương thầy bu mình hơn bao giờ Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống Cô bất lực, cô buồn bã Chẳng biết phải làm sao Bảo nghe thấy Đào cứ nấc lên Liên tục Lúc này cậu cũng bối rối lắm Cô làm sao thế Đang yên đang lành tự dưng lại bật khóc Đào lau nước mắt Cô cắn răng thật chặt để không vắt ra thành tiếng Đào quay mặt vào tường Tâm thân nhỏ vẫn run lên bần bật Bảo chỉ biết an ủi cô Cô ngủ đi Đừng có nghĩ gì nếu không có chỗ nào đi cô cứ ở lại đây phủ nhà tôi không bạc đãi cô đâu cậu nói xong lặng lẽ đứng dậy tiến lại góc nhà và ngồi sụp xuống cậu vẫn đang suy nghĩ tới cô gái mà mình yêu đã mấy năm trời tại phủ quan tri huyện cậu văn đang ôm theo đống giấy tờ vào trong buồng của thầy mình ông quyết thấy con trai đến thì nhanh chóng kéo cậu lại một góc sắc mặt của ông tái mét văn vội vàng đỡ lấy thầy mình Cậu cảm nhận cả người của ông đang lạnh ngắt Kìa thầy Thầy có chuyện gì thế này Con bé kia Nó hiện hồn về đây Hồi nãy Thầy mới thấy nó mặc đồ xô Trắng toát Cả khuôn mặt đầy máu me Nó có bắt thầy trả mạng cho nó Nó nói với thầy Nó chết oan lắm Văn đỡ thầy mình ngồi lại giường Cậu nghiêm nghị nói Thầy nghe con nói Thầy phải bình tĩnh Trên đời này không có ma quỷ gì đâu thầy suy nghĩ nhiều nên mệt mỏi mới nhìn ra như thế thầy cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi là không sao đâu hồi nãy văn còn tính nói cái vụ cây xác bị đốt cháy ở bãi ngô nhưng xem ra giờ mà nói chắc là thầy của cậu ngất ngay tại chỗ văn thắc mắc lần cô sinh mất con còn nhỏ nên chưa biết gì sao con nghe thầy bu nói cô ấy bị trượt chân ngã xuống ao chết đuối cơ mà bao nhiêu năm qua không về tự dưng hôm nay về đây kiếm thầy làm gì ông quyết cứ rùn như cầy sấy hơi thở ngắt quãng không nói ra hơi nó nó bị giết chứ không phải là chết đuối lần đó thầy không dám làm to chuyện để được thăng quan tiến chức thi thoảng thầy hay thấy nó hiện hồn về lắm sau khi thuê pháp sư về trấn yểm thì không còn thấy nó quấy phá tự dưng không hiểu sao hôm nay thầy lại gặp nó thầy biết không phải là mình nhìn gà hoa cuốc đâu còn sinh là con sinh Nó hiện hồn về đấy Bà Luyến đúng lúc này đùng đỉnh bước vào Bà thấy sắc mặt của chồng không được tốt Vội vàng hỏi ngay Ông làm sao thế Lại bị tụt huyết áp à Cậu Văn lúc này nói nhỏ nhẹ Từ giờ thầy bu ngủ Nhớ chốt cửa cẩn thận đi ạ à? Sai mấy đứa canh gác ở chỗ này Có gì cứ gọi con Hai người nhớ Kể cả ban ngày Cũng đừng một mình ra sau phủ Bà Luyến nghe xong Người thấy mùi nguy hiểm Bà ta lật đật hỏi lại Sao thế con Có chuyện gì đừng có giấu bu Mày phải nói cho bu biết Mà đề phòng chứ Ông Quyết tuy sợ tới xanh mặt Nhưng cũng nặng nặc bắt con trai Phải nói cho rõ ràng Cuối cùng vì muốn thầy bu mình nâng cao tinh thần cảnh giác Nên cậu Văn đành phải nói thật Bà Luyến nghe xong Mà tưởng muốn ngất tại chỗ Bà nằm vật xuống giường Miệng không ngừng lầm bầm Ôi giời ơi Thế là con sinh nó về Nó báo oán đây mà Thảo nào nó hay gặp tôi Kêu chết oan uổng lắm Nó còn nói rằng Nó sẽ về phá nát cái phủ này Cậu Văn nghe xong thở dài Cậu không tin mấy chuyện ma mãnh Lại tồn tại giữa thanh thiên bạch nhật Nhưng cả thầy bu cậu Cùng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ Lại khiến cho cậu có chút tò mò Cậu Văn ngồi nói chuyện với thầy bu cả buổi Để trấn an họ Mãi tới khuya cậu mới rời khỏi đây Trước khi đi Văn còn động viên họ Cứ ngủ ngon giấc Bên ngoài có người bảo vệ Cậu bước nhanh về buồng của mình Thì thấy trống trơn Không hề có cô gái kia nữa Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài Xài toàn bộ gia đình đốt đuốc đi tìm Mặc dù tìm kiếm khắp nơi Nhưng chẳng ai thấy hưởng đâu Văn mỗi lúc một bất an Cậu lo sợ cô gái này sẽ gặp nguy hiểm Vừa đi Cậu vừa gọi tên Hường Nhưng chẳng thấy ai đáp lại cậu đang soi đuốc thì bỗng thấy một bóng đen lướt qua nhanh cậu văn quay phát lại nhưng chẳng thấy ai nữa dường như có linh tính mách bảo cậu ấy cứ đi dọc theo hàng dâm bụt đi tút tới khúc cuối thì thấy một cái ao rộng lớn chỗ này chính là nơi sinh bị vứt xác phi tàng văn vừa mới lại gần thì nghe tiếng kêu âm ỉ cậu nhìn trước ngó sau mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ bụi tre cậu hoảng hốt chạy nhanh lại cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hưởng chui giữa bụi tre xung quanh gai góc cào tới tưa máu ngay ở cổ tay có vết cắt khá sâu máu đang tuôn như suối con dao được vứt ngay trên đùi của hường cậu văn hoảng loạn cứ tay không mà cào chỗ gai đó sang một bên để mở đường kéo vợ ra ngoài chật vật mãi cũng lôi được cô ấy thoát khỏi nơi quái quỷ này cậu xe luôn một bên vạt áo cột chặt vết thương ở cổ tay cho hường rồi cõng cô băng băng chạy về buồng Bọn gia đình nhìn thấy cảnh này Dường như cũng đoán ra được Sửa này chúng vẫn dầm gian kháo nhau Chuyện phủ bị ma ám Hàng đêm không ai dám đi một mình Mấy lần có đứa bị ma giấu Thằng hớn cũng từng bị ma trêu Bọn gia đình không ai dám bàn tán Mà chỉ phi nhanh về phủ Cậu văn đặt vợ ngay ngắn xuống giường Cậu tức tốc chạy đi tìm thuốc Vừa mới cầm lọ thuốc thường ngày lên văn bỗng thấy có cảm giác là cậu bất chợt lật ngược lọ thuốc lên coi thử thì thấy phần đáy trắng trơn không hề có ký hiệu như lọ thuốc mà cậu hay dùng văn điên tiết đập luôn lọ này xuống đất cậu tới cuối giường lật một miếng gạch ở đây có một lỗ nhỏ đựng cả chục loại thuốc các loại văn lấy một lọ màu trắng đục nhanh chóng cởi bỏ miếng vải rồi xác luôn xung quanh cậu nhìn vết thương thì không ngừng cam phẫn Lũ bất nhân Ác tới thế là cùng Hương vẫn mê man chưa tỉnh Sau khi rác thuốc Cậu gọi thằng Hớn bưng vào đây một chậu nước ấm Cậu tự mình dùng khăn thấm nước Vắt kiệt và lau khắp mặt mũi cho cô Cô gái này dường như rất đau đớn Khuôn mặt cứ nhăn nhó không ngừng Hậu nhận được tin dữ Ngay lập tức có mặt Cô ta cũng ôm miệng và hét lớn Trời đất ơi Chuyện gì xảy ra thế này Ai mà ra tay tàn bạo thế này Cậu, cậu phải trị cho nghiêm Nếu không nghe à, chúng càng ngày Càng tác oai tác quái Cậu Văn đang dối trí Chả có tâm trạng mà nghe hậu lại nhải bên tai Bỗng cô ta nhặt chiếc lá che khô Còn vương trên tóc của hậu Thì giật thót mình Cậu Cậu ơi Cậu đừng nói cô ấy bị ma giấu đấy Văn thấy người này sợ hãi như vậy Thì vội hỏi Làm sao cô biết Hậu lúc này nuốt khan một ngụm nước bọt Cậu không biết à Chỗ bụi tre gần cái ao mà cô sinh chết Tháng nào cũng có người bị giấu trong đấy Tụi gia đình cũng gặp nhiều rồi Nên chúng không dám bén mảng tới Mợ Hường chắc là tò mò Nên ra đấy Không ngờ lại thiệt tới thân May mắn phúc lớn mạng lớn Nên mợ ấy mới thoát chết Văn càng nghe cô gái này nói Thì lại càng dối như tơ vò Chuyện người bị giấu trong bụi tre Cậu chưa từng nghe qua bao giờ Phần vì Văn bận bịu công việc phần việc cậu ấy suốt ngày rời khỏi phủ đang lúc dối bời thì con kiến chạy sọc tới mặt cắt không còn giọt máu cậu cậu ơi mợ ánh không nhìn thấy đâu nữa rồi hậu thất kinh cô ôm lấy đầu sợ hãi sao lại mất tích à mấy đứa tìm kỹ chưa hồi chiều bà dặn con gần nửa đêm thì mang đồ ăn cho mợ ánh tại bà phạt mợ ấy mấy ngày không ăn uống gì còn vào buồng không thấy ai hết con sợ quá còn mới chạy đi kêu cậu à Văn nghe xong thở dài Cô ra kêu tụi gia đình đi kiếm đi Tìm trong mấy bụi tre Hay bụi cây nào đó Nhớ mọi người Bây giờ phải cảnh giác Đi đâu phải ít nhất đi từ hai người trở lên Có cái gì còn yểm trợ cho nhau Cậu Văn quay sang nói với hậu Cô đi cùng với vài người Qua phòng cô ánh Để kiếm phụ xem như thế nào Cậu ấy vừa mới dứt lời thì trong tủ gỗ bỗng có tiếng ụt ụt cực mạnh làm ai cũng giật bắn cả người hóa ra ánh ở trong tủ nãy giờ cô ta vừa mới đổ sụp xuống đất cả người ánh bất động chân tay cứng đờ miệng vẫn còn sủi bọt hậu ôm chặt lấy chồng giọng run rẩy cô cô ta làm sao thế kia cậu văn bước lại cậu ngồi thụp xuống đưa tay lên mũi ánh để kiểm tra khi thấy cô ấy còn thở đều thì gọi lớn thằng hớn đâu mau kêu người khiêng cô ta về buồng Hai thằng nghe lệnh của cậu Văn Lật đật chạy nhanh vào Thằng túm đầu thằng túm chân Cứ như vậy mà khiêng đi Bọn chúng đi khỏi Mợ sen lúc này cũng bước vào Mợ ấy xem ra khá thản nhiên Không có chút sợ sệt Mọi người có chuyện gì thế Sen thấy Hường đang mê man trên giường Tay cột chặt Thì nhíu mày nói Không ngờ chuyện này có thật Xưa giờ tôi cứ tưởng là đồn thổi vô căn cứ Chắc chắn có người Già thần già quỷ làm việc đó để giàn mặt chúng ta Hung thủ vì sao lại nhắm đến cô ta được nhỉ Cô ta mới vào phủ Thì có biết được bí mật quan trọng gì đâu cơ chứ Trừ khi là có người Ghen ăn tức ở Nên mới xuống tay làm càn Hậu nghe sòng nóng máu Cô ta khó chịu Ý cô là ám chỉ tôi đi à Cô nói chuyện cho đàng hoàng Tôi đâu thèm làm mấy chuyện rách dưới kia Chị hay thật đấy Tôi chưa có từ nào nhắc tới chị Hay là chị có tật giật mình Tôi nhớ rằng chị hiền lành thánh thiện lắm cơ mà Không biết tức tối hay giận dỗi ai mà nhỉ Hôm nay tự dưng Chị lại quá khích như vậy Công nhận tôi được mở mang tầm mắt rồi Hậu dù bốc hỏa lên tận đỉnh đầu Nhưng vẫn cố gắng nín nhịn Cô không nghĩ sen lại dám công khai chơi mình một vố đau như vậy Từ xưa tới giờ Cô ấy là người luôn đứng ngoài mọi chuyện trong phủ Chưa khi nào tham gia Dù là lớn hay nhỏ Hưởng nghe thấy tiếng người cãi nhau thì mệt mỏi vô cùng Ổn quá Ra ngoài đi Cậu Văn vội ra hiệu cho hai bà vợ im lặng Cậu cũng đau đầu khi suốt ngày chứng kiến họ cãi nhau Hậu lúc này cậy có chồng chống lưng Nên vênh mặt Tỏ vẻ đắc ý Cô hiểu tường tận Tường đường đi nước bước quá nhỉ Tôi cũng nghi cô mới là hung thủ đấy Cô cả ngày cứ im im Đáng nghi lắm Thoát ẩn thoát thiện. Nếu như tôi ganh tị thì cô với con ánh có sống yên ổn Tới tận bây giờ hay không Cậu Văn nghe xong lại càng bực bội Thôi đi Hai người muốn cãi nhau thì ra sân Để yên cho cô ấy nghỉ ngơi Cậu vừa nói vừa đẩy hai bà vợ ra ngoài Hậu tức điên người Ấm ức bỏ đi Sen vẫn giữ một sắc mặt duy nhất Cô ấy không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài Nên chẳng ai đoán được người này đang nghĩ gì Trước khi đi Sen liếc nhìn hương, Dường như cô đang tính toán Điều gì thì phải Còn Hường nằm trên giường Mà hình như vẫn chưa hoàn hồn Lâu lâu cô lại hét lên sợ hãi Có lẽ cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng gì đó Rất kinh hoàng Nên mới ám ảnh tới như vậy Văn càng nghĩ Càng không thể nào lý giải được hung thủ lôi Hường đi bằng cách nào Ở đây có rất nhiều người Không lẽ lại bị trúng qua mặt Nếu như hung thủ muốn giết luôn Hường Thì một phát có thể giết luôn Bởi trong lúc chưa ai phát hiện kẻ đó có dư thời gian để lấy mạng cô gái này nhưng cách thức ra tay của người này cũng vô cùng thâm độc một mặt khiến cô ấy bị bất tỉnh mặt khác cắt luôn cổ tay nếu như không phát hiện kịp thì cô gái này cũng mất mạng cậu vẫn không nghĩ ra động cơ của hung thủ là muốn ám chỉ điều gì mục đích cuối cùng là muốn nhắm tới ai mọi chuyện diễn ra cứ mơ hồ không hề để lại chút manh mối đáng giá dường như hường là người xui xẻo nhất khi luôn là người đầu tiên hứng chịu mọi chuyện. Bây giờ cậu chỉ còn cách đợi cô ấy tỉnh dậy mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Bước nhầm chốn hào môn được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, cả cô gái tên Hường và cô gái tên Đào đang bị chật vật với sự hiểu nhầm của mình đúng không ạ Sau khi mà bước lên hai cái kiệu hoàn toàn khác nhau Thì hai người này đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm Đối với Hường thì cô ấy đang bị ganh ghét Còn đối với Đào thì lại bị hiểu nhầm rằng Cô là con gái của một quan tri huyện rất là hung ác và tàn bạo Nhưng thật ra cô gái này là một người rất là hiểu chuyện Hiền dịu và thơ ngây Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Đào và Hường đây Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 3 vào tối mai. Quý vị hãy theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này, bấm vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.